Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay là thứ ba, ngày 24 tháng 7 năm 2024. Chương trình tin tức và bình luận hôm nay sẽ có hai video và ra mắt cách nhau vài phút. Trong video 2 của hôm nay, Việt Linh có một bản tin Hoa Kỳ, hai bản tin thế giới và một bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ đầu tiên. Tôi không đồng tình. Tổng thống Biden đã lên tiếng chỉ trích phán quyết miễn trừ của tòa án tối cao là khuyến khích một tổng thống vô luật pháp. Kính thưa quý vị, quyết định chung cung cấp cho Trump các biện pháp bảo vệ bổ sung cũng áp dụng cho Biden. Đó là điều không ai có thể phủ nhận được. Nhưng Tổng thống Joe Biden, ông đã gọi quyết định của tòa án tối cao hôm thứ Hai trao một số quyền miễn trừ cho Donald Trump trong vụ án can thiệp bầu cử hình sự của ông ta là một sự bất công khủng khiếp đối với người dân của quốc gia này. Tổng thống Biden nói rằng quốc gia này được thành lập dựa trên nguyên tắc rằng không có vua ở Mỹ. Mỗi người chúng ta đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai được phép đứng trên luật pháp, ngay cả Tổng thống Hoa Kỳ. Với phán quyết của tòa án tối cao hôm nay về quyền miễn trừ của tổng thống, điều đó đã thay đổi cơ bản cho mọi mục đích thực tế. Biden cho biết quyết định này có nghĩa là hiện nay hầu như không có giới hạn nào đối với những gì tổng thống có thể làm. Một quan điểm tương đồng với những ý kiến bất đồng được các thẩm phán theo chủ nghĩa tự do tại tòa án đưa ra. Tôi không đồng tình. Tổng thống Biden đã nói khi kết thúc bài phát biểu ngắn gọn của mình tại Tòa Bạch Ốc. Xét theo bản chất của quyết định, quyền miễn trừ được mô tả trong trường hợp của Trump cũng áp dụng cho Biden và những người khác sẽ giữ chức vụ tổng thống tại phòng bầu dục. Tổng thống Biden nói thêm rằng chức tổng thống là chức vụ quyền lực nhất trên thế giới. Đó là chức vụ không chỉ thử thách khả năng phán đoán và tính cách của bạn, bởi vì bạn không chỉ phải đối mặt với những khoảnh khắc cần lòng can đảm để thực hiện toàn bộ quyền lực của chức tổng thống. Bạn cũng phải đối mặt với những khoảnh khắc cần sự khôn ngoan để tôn trọng giới hạn quyền lực của chức vụ tổng thống. Biden cũng cho biết quyết định này sẽ trì hoãn việc khởi động phiên tòa xét xử vụ án trước cuộc bầu cử, điều mà ông cho rằng sẽ khiến cử tri không thể giải quyết các cáo buộc chống lại Trump. Tổng thống Biden khẳng định rằng người dân Mỹ xứng đáng có câu trả lời tại tòa án trước cuộc bầu cử sắp tới. Công chúng có quyền biết câu trả lời vì những gì đã xảy ra vào ngày 6 tháng 1 trước khi mà họ được yêu cầu bỏ phiếu trong năm nay. Người dân Mỹ phải quyết định xem cuộc tấn công của Donald Trump vào nền dân chủ của chúng ta vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 có khiến ông ta không đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ công ở vị trí cao nhất của đất nước hay không. Người dân Mỹ phải quyết định xem việc Trump sử dụng bạo lực để bảo vệ quyền lực của mình có được chấp nhận hay không. Có lẽ điều quan trọng nhất là người dân Mỹ phải quyết định xem họ có muốn giao phó chức tổng thống cho Donald Trump hay không. Tôi biết rằng ông ấy sẽ có nhiều động lực hơn để làm bất cứ điều gì sai trái như ông ta muốn. Sau những phát biểu này, Trump đã viết trên trang mạng xã hội Truth Social của ông ta rằng Biden muốn đánh lạc hướng khỏi thành tích chiến dịch tệ hại của ông ta. Và trong một quyết định 6-3 theo đường lối tư tưởng đảng phái thiên vị, tòa án tối cao đã bác bỏ yêu cầu miễn trừ rộng rãi của Trump, nhưng cho biết một số hành động có liên quan chặt chẽ đến nhiệm vụ hiến định của Trump với tư cách là tổng thống là ngoài giới hạn của các công tố viên. Tòa án đã chỉ thị cho một tòa án cấp dưới phân loại xem hành động nào của ông là đủ điều kiện được miễn trừ và những hành động nào là không. Và bản tin thế giới đầu tiên, kính thưa quý vị. Italy từ châu Âu tăng cường quan hệ quân sự với Nhật Bản. Italy đang khai triển hàng không mẫu hạm chủ lực của mình tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
để tập trận chung với hải quân Nhật Bản. Italy cũng đang hợp tác với Nhật Bản và Anh phát triển và sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ mới. Hàng không mẫu hạm Cavour của Italy được dự kiến sẽ ghé cảng Nhật Bản vào tháng 8 và tham gia tập trận quân sự với các đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Rome trở thành quốc gia châu Âu mới nhất tăng cường quan hệ chính trị và quốc phòng với Tokyo. Việc khai triển soái hạm nặng 27.100 tấn của Hải quân Ý đã được Bộ trưởng Quốc phòng Guido Grossetto công bố trong tuần này tại Rome. Ông cũng xác nhận rằng việc bổ sung đến 10 máy bay chiến đấu tàn hình F-35B tiên tiến của hàng không mẫu hạm sẽ tham gia cuộc tập trận để bảo đảm sự ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các phân đội của lực lượng không quân Đức, Pháp và Tây Ban Nha cũng dự kiến tham gia các cuộc diễn tập đa quốc gia tại Nhật Bản vào tháng 7. Mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Rome và Tokyo dường như đã được củng cố nhờ cuộc gặp của lãnh đạo các nước G7 ở Puglia, miền nam nước Ý, do Thủ tướng Giorgia Meloni chủ trì vào giữa tháng 6. Bà Meloni được cho là đã có cuộc gặp riêng với Thủ tướng Fumio Kishida bên lề hội nghị thượng đỉnh G7. Trong đó, nhà lãnh đạo Nhật Bản nhấn mạnh đến nhu cầu hợp tác đa quốc gia để bảo đảm hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nhật Bản cũng đang hợp tác chặt chẽ hơn với NATO. Việc Nga xâm lược Ukraine đã thúc đẩy Tokyo đưa ra những đề nghị lớn hơn với các quốc gia châu Âu, cũng như nới lỏng các quy định tự áp đặt mình về những gì họ có thể cung cấp cho một quốc gia khác đang trong tình trạng chiến tranh. Việc điều động một tàu chiến Ý phần lớn mang tính biểu tượng, nhưng nói thêm rằng Kishida sẽ hài lòng với mối quan hệ an ninh sâu sắc này và rộng rãi hơn mà ông đang xây dựng cho Nhật Bản. Kishida đã rất hợp tác với châu Âu và NATO và đang tìm cách chứng minh rằng Nhật Bản đang làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ cho Ukraine, để các quốc gia châu Âu sẽ thể hiện sự ủng hộ của họ trong trường hợp xảy ra khủng hoảng ở Đài Loan. Một yếu tố quan trọng trong việc gắn kết quốc phòng và an ninh của Nhật Bản là cùng nhau phát triển hệ thống vũ khí, thay vì cách tiếp cận trước đây là chủ yếu chỉ mua thiết bị của Hoa Kỳ. Đối với Nhật Bản, việc cải thiện quan hệ quốc phòng với các quốc gia châu Âu như Ý có thể giúp giảm sự phụ thuộc của Nhật Bản vào Hoa Kỳ. Nhật Bản dường như đang muốn chuẩn bị cho nhiệm kỳ tổng thống thứ hai có thể xảy ra của Donald Trump. Điều đó có thể mang lại thêm 4 năm bất ổn cho thế giới, và vì vậy Tokyo đang phòng ngừa điều đó bằng các mối quan hệ đối tác mới này. Và bản tin thế giới thứ hai, kính thưa quý vị, Cuba công bố biện pháp mới cho nền kinh tế thời chiến trong bối cảnh khủng hoảng ngày càng gia tăng. Chính phủ Cuba vào ngày Chủ nhật cho biết họ sẽ tăng gấp đôi các biện pháp kiểm soát giá cả và tiếp tục chống trốn thuế trong một nỗ lực ngày càng tuyệt vọng nhằm giảm bớt thâm hụt tài chính ngày càng tăng và lạm phát tăng vọt đã tàn phá nền kinh tế của nước này. Theo bản tóm tắt của phương tiện truyền thông nhà nước về cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng, cơ quan hành pháp hàng đầu của đất nước, các biện pháp này sẽ đưa ngân sách vào mục tiêu năm 2024 phù hợp với điều mà họ gọi là nền kinh tế thời chiến. Nền kinh tế của Cuba đã bị suy giảm bởi nhiều yếu tố, bao gồm đại dịch COVID-19, các biện pháp trừng phạt cứng rắn của Mỹ và mô hình kinh doanh thất bại do nhà nước chi phối, bị cản trở bởi quan liêu, quản lý yếu kém và tham nhũng. Cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội này được coi là một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ cuộc cách mạng năm 1959 của Fidel Castro, dẫn đến làn sóng di cư kỷ lục của người Cuba trong 2 năm qua. Chính phủ cũng cho biết sẽ tập trung việc ra quyết định đối với ngân sách quốc gia, cho phép cắt giảm các chi tiết đơn hàng và điều chỉnh chi tiêu phù hợp với doanh thu. Báo cáo đã vẽ ra một bức tranh tồi tệ về nền kinh tế, nhưng cung cấp ít số liệu và không cho biết khi nào các biện pháp này sẽ được công bố và có hiệu lực. Và kính thưa quý khán thính giả, sau đây là một bài bình luận của thính giả Trấn Nguyễn
gửi đến tham gia cùng chương trình hôm nay của Việt Linh. Xin chia sẻ cùng quý vị thính giả khắp nơi. Bài bình luận với nhan đề Một Tây tháng 7 là ngày đen tối nhất lịch sử Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày lễ độc lập của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, kỷ niệm 248 năm độc lập, tách rời thể chế khốn nạn từ cố quốc của họ. Cái chủ nghĩa vua là king, là thiên tử, vua là luật pháp. Vua có quyền miễn trừ tuyệt đối từ hành động độc ác cho đến hành vi dâm loạn, lấy bao nhiêu vợ cũng được. Từ lời nói ngông cuồng, thô bỉ, ái kỷ, ngu xuẩn cũng được coi là những lời thánh phán được Đức Chúa Trời ban cho. Và nó được ghi trong sử sách. Những lời của Đức Chúa Trời phán thì không có sai. Và vua cũng vậy. Đức Giáo Hoàng thay Chúa chăn dắt con dân qua chế độ cai trị của vua và các bá tước, công tước. Từ khi Trump lên nắm quyền, với sự tiếp tay của Mitch McConnell, tên phù thủy tư pháp Leona Anthony Leo, Chủ tịch Hiệp hội Liên bang, họ đã thành công đưa ba thẩm phán Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh và Amy Coney Barrett để hỗ trợ cùng với hai tên thẩm phán kỳ cựu Clarence Thomas và Samuel Alito dưới sự điều khiển của tên chánh án đạo đức giả John Roberts trong tòa án tối cao. Những người họ đã làm đảo lộn hệ thống quyền lực tư pháp và lập pháp truyền thống của nền Cộng hòa Mỹ. Họ đã xây dựng nên một bức tường bảo thủ kiên cố tại tối cao pháp viện để giải quyết mọi vấn đề từ thượng vàng hạ cám theo đường lối bảo thủ của Cơ Đốc giáo. Những suy nghĩ, quan điểm về trật tự, về chân lý, về lý lẽ, về dân chủ, về quyền tự do mà chúng ta thường lý luận bên vực đã trở thành vô giá trị. Quan điểm bảo thủ đã làm đảo lộn tất cả sự lý luận của chúng ta về mọi khía cạnh của luật pháp và trật tự. Nhóm áo đen bảo thủ đã lật đổ tất cả những phán quyết của các vị tiền nhiệm, từ luật quyền bầu cử, quyền phá thai, quyền tự do ngôn luận, quyền sở hữu súng, đặc quyền của người dân bản xứ da đỏ, và nhất là phân tách tôn giáo ra khỏi chính sách của nhà nước. Những thẩm phán bảo thủ này, theo chủ nghĩa nguyên thủy, hay còn gọi là chủ nghĩa văn bản, cốt ý là để bảo vệ cái chủ nghĩa Christo Fascist, chống lại nền dân chủ Mỹ. Chúng ta dựa vào niềm tin dân chủ nào để nói rằng các thẩm phán tại tòa án tối cao không che chở bảo vệ Donald Trump? Các vụ án rất quan trọng khác mà Trump đã thực sự nhúng tay vào là lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 tại Georgia. Trump xúi dục cuộc bạo loạn tại Quốc hội và ăn cắp tài liệu mật, lường gạt chính quyền trong việc trao trả tài liệu mật. Tất cả những vụ này đã luôn bị trì hoãn. Một thẩm phán liên bang đã nghỉ hưu đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc bất thường về tòa án tối cao cũng như tương lai của hành tinh và nền dân chủ, mà ông cho rằng đang bị đe dọa bởi đa số bảo thủ, những người đang tích lũy quyền lực cho chính mình trong khi làm suy yếu quyền bầu cử của thiểu số và gây khó khăn hơn cho chính phủ liên bang để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người Mỹ. Trong cuốn hồi ký Tầm nhìn, hồi ký về sự mù quáng và công lý, thẩm phán DC đã nghỉ hưu David Tato phản ảnh về sự nghiệp của ông và tòa án tối cao. Ông có viết một câu để cảnh báo những thẩm phán trong tòa án tối cao như sau: khi thế giới ngày càng phức tạp hơn, chúng ta cần các cơ quan chuyên môn hơn bao giờ hết. Bất kỳ ai quan tâm đến môi trường hoặc đến thuốc an toàn, thực phẩm, vệ sinh hoặc lái xe an toàn đều có lý do chính đáng để lo lắng về việc tòa án tối cao này sẽ đi về đâu. Ông cũng đưa ra lời chỉ trích không khoan nhượng đối với tòa án tối cao vì đã vi phạm tiền lệ trong quá khứ.
Đáng chú ý nhất là việc lật ngược vụ án lệ Roe kiện Wade vào năm 2022 và hạn chế sử dụng chủng tộc ở trường đại học tuyển sinh năm ngoái. Vị thẩm phán 82 tuổi này, một ứng cử viên hàng đầu cho vị trí tòa án tối cao dưới thời chính quyền Clinton, đã viết rằng ông đã rời khỏi tòa phúc thẩm Hoa Kỳ tại DC vào tháng 1. Một phần vì ông cảm thấy quá mệt mỏi cho công việc của mình, luôn bị một tòa án tối cao buộc phải xem xét lại, dường như họ đã coi thường những nguyên tắc mà ông đã cống hiến cả đời mình. David Tato đã cùng với các thẩm phán đã nghỉ hưu khác, những người đã công khai chỉ trích tòa án tối cao vào thời điểm mà dư luận và niềm tin vào tổ chức này đang ở mức thấp nhất trong lịch sử. Và khi một số thẩm phán đang phải hứng chịu những tranh cãi về mặt đạo đức. Thẩm phán Stephen Breyer, người đã nghỉ hưu vào năm 2022, đã chia sẻ những lo ngại thận trọng hơn về chỉ đạo của tòa án trong cuốn sách mới của ông, có tựa đề là Đọc Hiến pháp, tại sao tôi chọn chủ nghĩa thực dụng, không phải chủ nghĩa văn bản. Và thẩm phán Michael Luttig, một thẩm phán tòa phúc thẩm bảo thủ đã nghỉ hưu từ lâu, đã chỉ trích quyết định của tòa án tối cao tiếp nhận những tuyên bố của cựu tổng thống 45 Donald Trump rằng ông ta không thể bị truy tố hình sự vì những nỗ lực duy trì quyền lực sau khi ông ta thua cuộc bầu cử năm 2020. Kính thưa quý khán thính giả, con số 63 đã thay đổi vận mệnh của nước Mỹ. Con số 63 là phân chia theo đường lối ý thức hệ rõ rệt. Con số 63 là phân chia theo đường lối bảo thủ và tự do. Con số 63 là phân chia theo đường lối tư bản và xã hội. Con số 63 là phân chia theo đường lối cộng hòa và dân chủ. Con số 63 là phân chia theo đường lối tôn giáo và thế tục. Và con số 63 là phân chia theo đường lối giàu và nghèo. Con số 63 cũng là con số phân chia theo đường lối giữa chủ và thợ. Những con số định mệnh này đã được gắn liền vào những cái ghế với bổng lộc vĩnh viễn trong tòa án tối cao, đã thay đổi nền tảng chính trị Mỹ từ A đến Z. Một con số cách biệt quá xa, đến nỗi không còn ai có sự hy vọng thay đổi nó được công bằng trong nửa thế kỷ tới. Làm sao đảng Dân Chủ có thể phá vỡ con số 3 chênh lệch này? Thêm 2 hoặc 3 thẩm phán tự do vào tòa án không phải dễ. Nếu nói dễ thì Biden đã làm rồi, khi lời đề nghị vẫn còn nằm ngâm tôm ở Quốc hội. Những vụ án đưa lên tòa án tối cao xét xử và hầu hết đưa trở lại tòa dưới để sửa chữa, bổ túc, không làm theo đúng thủ tục pháp lý và trì hoãn xét xử là những điều không tốt cho một hệ thống tư pháp về mặt tôn trọng khả năng xét xử và phán quyết của các thẩm phán các cấp, trì hoãn giải quyết những vấn đề quan trọng khẩn cấp đến vận mệnh của quốc gia. Nó đã nói lên một điểm xấu sắp xảy đến, và nó đã đến ngày hôm nay, ngày 1 tây tháng 7. Ngày hôm nay, ngày 1 tây tháng 7, năm 2024, sự xuất hiện của chế độ quân chủ lập hiến trong thế kỷ 21 tại Hoa Kỳ do phán quyết của tòa án tối cao trao quyền miễn trừ truy tố cho Trump về 91 tội trạng trước khi nhậm chức, trong khi tại chức và sau khi hết nhiệm kỳ tổng thống thứ 45. Công giả tràng xe cát của 91 cáo trạng truy tố Trump của Bộ Tư pháp của Tòa án Manhattan, tiểu bang New York, cho đến việc tạo đại cử tri đoàn giả mạo ở tiểu bang Georgia. Từ vụ Trump xúi dục đám da trắng cơ đốc nhân, nhóm Proud Boys, Oath Keepers, tấn công vào quốc hội để đình chỉ việc chứng nhận tân tổng thống Joe Biden ngày 6 tháng 1 năm 2021, cho đến vụ Trump ăn cắp tài liệu mật của quốc gia đem về Mar-a-Lago, tất cả đã tan thành mây khói. Thưa quý vị, ông Mark Twain sẽ rất buồn nếu mà ông sống lại
để chứng nhận rằng câu nói của ông đã sai hoàn toàn khi mà ông gửi lá thư đến Sylvester Baxter của Boston Herald năm 1889. Khi đó ông đã nói rằng: "Tôi ước rằng mình có thể sống thêm được 50 năm nữa. Tôi tin rằng tôi sẽ thấy những chiếc gai vàng của châu Âu được bán đấu giá để mua lại đống sắt cũ. Tôi tin rằng tôi thực sự nên nhìn thấy sự kết thúc của điều mà chắc chắn đó là sự lố bịch của tất cả những trò lừa bịp mà con người từng phát minh ra. Đó là chế độ quân chủ." Việt Linh xin cảm ơn thính giả Trần Nguyễn đã tham gia bài viết này cùng chương trình hôm nay. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chúc quý vị thính giả được luôn an lành, nhiều sức khỏe và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.